Phê xin mến chào quý cô chú, quý anh chị. Và hôm nay sẽ là một căn nhà rất là tuyệt vời luôn, mà cả nhà mình trong thời gian qua chắc là đã bỏ sót á. Một căn nhà diện tích lý tưởng và được thiết kế rất là đẹp luôn, cũng như tặng nội thất cơ bản cho mình. Hiện tại em đang có mặt ở sân sau của nhà luôn. Và căn nhà này có diện tích rất là tuyệt vời ha, ngang 5 và 20, có khoảng sân sau ra ngoài đây 2 mét, có không gian để mình trồng hoa, trồng cây xanh về đây. Và đặc biệt là cái vách này là mình làm cho mình một cái vách đá rất là cao luôn ha, sau này mình làm cho mái che hoặc là cái song sắt ở trên cho nó thoáng và nó mát mẻ hơn. Nó sân sau chừa cho mình rất là rộng và có phòng ngủ dưới thì thông với phần sân sau luôn. Sẵn đây mình tham quan cái phòng ngủ này luôn. Cái phòng ngủ này rất là thoáng luôn, nếu mà cô chú mình lớn tuổi mình về đây nghỉ dưỡng thì rất là lý tưởng luôn ha. Một cái phòng có diện tích khoảng là 12 m², đủ để mình để giường nè, để tủ và hướng ra ngoài không thiên nhiên ở ngoài, vừa mát mà vừa không khí trong lành, thanh lọc không khí cho mình, rất là tốt cho sức khỏe. Quý cô chú và các anh chị mình về đây nghỉ dưỡng cũng như là về dùng gian mình có được không khí rất là thoáng mát luôn ha. Và bây giờ thì mình sẽ ra phía ngoài để quan sát cái mặt diện của căn nhà cũng như là môi trường xung quanh, đường xá như thế nào luôn. Và đây là một căn nhà tuyệt vời bởi vì đường là đường thông, đường xe hơi, xe tải đi thoải mái, khách khứa đến nhà nè, vận chuyển đồ đạc rất là dễ dàng luôn. Và căn nhà của mình nằm ở cái vị trí là ở Phước Hậu, Cần Giuộc, Long An. Và ở đây thì mình có thể đi chợ Long Thượng là gần 2 cây số. Và Phê là luôn báo cho mình đúng vị trí nha, đúng nhà, đúng giá, giá 100% cho mình luôn để mình khỏi mất thời gian. Và đây là đường thông cho mình ha, đây là mình cái thể thông ra được là khu cầu Tràm và chợ cầu Tràm, chợ Trung Thành, đường Đinh Đức Thiện. Còn phía bên này thì sẽ là chợ Long Thượng, đường 835B. Chợ Long Thượng đường 835B thì mình sẽ đi về Cần Giuộc ha, thị trấn Cần Giuộc, hoặc là đi Sài Gòn. Ở đây mình đi Sài Gòn chỉ khoảng 45 phút đổ lại thôi, rất là gần luôn. Phía này thì mình có thể qua Hưng Long và về Sài Gòn luôn, hoặc là mình ra chợ Bình Chánh, mình theo đến Đức Thiện quốc lộ 1A đi về ha. Nhà của mình là nhà mới, sổ hồng riêng, ngang 5 và 20, theo kiểu mái Thái, rất là hiện đại luôn và rất là đẹp ha. Thiết kế cho mình một cái màu trắng, màu đen, rất là trùng màu trung tính, rất là dễ để mình về mình phối màu luôn. Và ở đây thì có một cái sân để mình để xe hơi nè, xe hơi, xe tải để thoải mái nha. Cái sân đi vào trong kia là khoảng là 7 mét luôn. Nó được lát gạch. Hai bên đây thì mình nếu mình về mình làm mái che lên thì cũng rất là mát luôn. Nếu không mình để thoáng để mình trồng cây. Nó phía trước có chỗ còn để mình trồng cây luôn nè. Đang trang bị cho mình rất là nhiều cây xanh luôn rồi. Một cái khung cảnh rất là thoáng mát luôn. Với cô chú và các anh chị mình có thể thấy là gió rất là nhiều ha. Khu vực này rất là mát mẻ luôn. Do phía trước của mình cũng rất là thoáng, là một cánh đồng rất là thoáng luôn. Và khu dân cư hiện hữu đông đúc cho mình luôn nha. Một căn nhà ngang 5 và 20 ha. Có khoảng sân để mình nhà mình có tiệc tùng thì cũng rất là tiện luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào sâu chi tiết bên trong luôn. Phía phòng khách thì đang tặng cho mình một cái bộ salon rất là đẹp, vừa vặn dưới lại cái diện tích của phòng khách, khoảng là 20 m² ha. Và phía bên này thì có dán tranh cho mình, phúc lộc vẹn toàn. Phía bên này thì có quầy bar, các CNC cho mình để che cái cầu thang phía trong lại. Và phía bên này tường thì sẽ là kết hợp giữa PVC và gỗ, rất là đẹp luôn, một cái màu rất là sáng ha, màu gỗ rất là tươi luôn, màu vàng nhạt. Còn trên trần thì sẽ là một cái cây đèn pha lê, một cái màu vàng nhẹ nhàng ấm áp luôn ha. Ở trên thì có hoa văn, đèn led đầy đủ hết, nhà mình điện nước riêng đầy đủ hết nha, trang bị cho mình đầy đủ. Và đặc biệt là trước khi qua phòng bếp thì mình có một cái quầy bar ở đây dành cho quý anh chị nào mình trẻ tuổi, hoặc là quý cô chú mình có con trẻ tuổi thì thích hết cái quầy bar này. Mình làm một cái dàn ở trên để mình để ly ha, và có trang bị đèn trang trí cho mình luôn. Ban đêm có tiệc tùng thì nhà mình rất là thích hợp, có tủ phía dưới và trang trí ở trên. Phía trong thì lại sẽ không gian bếp. Không gian bếp thì lúc nào cũng trang bị cho mình chu đáo, là có đầy đủ cái tủ nè. Phía tường thì ốp kính cường lực cũng như là đèn trang trí, không gian rửa chén đầy đủ. Và còn khoảng không gian trống rất là rộng luôn. Nhà mình thiết kế là cầu thang ốp sát tường ha, cho nên mình thông với phòng khách và phòng bếp rất là thoáng. Và phía dưới này vẫn còn không gian trống, mình có thể đặt một cái bàn ăn ở dưới này, từ 4 đến 6 người thoải mái luôn. Nhà mình diện tích rất là đẹp ha, 2 ngăn 5 và 20, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ. Hay nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt ha, rất là rộng luôn. Ốp đặt cho mình màu ghi xám, ở trên thì lau phông, đầy đủ các nội thất tiện nghi cho mình hết, vòi sen hiện đại luôn. Nó không gian đi lại thoải mái. Nó phòng ngủ dưới như mình quan sát cái ban đầu luôn ha. Và có sân sau làm cái khung cảnh ở đây, rất là đẹp luôn. Nó có khoảng sân trước sân sau đầy đủ ha, một trệt một lầu, 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, cùng dưới tặng những cái nội thất cơ bản cho mình. Một căn nhà ở vùng ven, nếu mà quý cô chú nào mình muốn về vùng quê nghỉ dưỡng thì một căn nhà cực kỳ tuyệt vời cho mình, với một mức giá đang ưu đãi ha,
trong thời điểm hiện tại rất là hợp lý luôn. Và em mình xin báo giá ở đây luôn là trên 2 tỷ một chút xíu. Mình liên hệ trực tiếp với em để biết thông tin chi tiết và Phê sẽ trực tiếp dẫn mình đi xem nhà. Em là luôn báo cho mình là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Và giá luôn là khi mình gọi điện thì em sẽ báo giá 100% cho mình luôn để đỡ mất thời gian nha. Do là giá có thể thay đổi cho nên mình có liên hệ trực tiếp với em để biết chính xác cái giá mà thời điểm mình xem video. Và căn nhà ngày hôm nay thì quý cô chú và các anh chị mình muốn xem được nhiều nhà nữa thì mình có thể nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi cập nhật thêm được nhiều mẫu nhà ở khu vực là Long An, giáp ranh với Bình Chánh, đi trung tâm Sài Gòn 45 phút đổ lại thôi. Về tập trung cái khu vực để mình đi Sài Gòn được gần nhất nha. Quý cô chú và các anh chị mình lưu ý. Và bây giờ thì mình sẽ tham quan các tầng trên. Và đây là một căn nhà rất là đặc biệt. Đây là ở trên tầng 1 của mình, vẫn có sân sau giếng trời cho mình ha, rất là thông thoáng và là có những cái song sắt đây để có không khí lưu thông rất là mát mẻ luôn, cũng như là không gian để mình có thể phơi đồ ở trên đây đỡ phải đi xuống dưới. Nó nhà vệ sinh xài chung thì cũng rất rộng rãi và trang trí thiết bị nội thất tương tự như lầu dưới. Ở đây trên đây thì mình có hai phòng và không gian giữa. Đây là phòng ngủ thứ hai trong nhà mình, thì có cửa sổ bên này và diện tích là 12 m², điện đầy đủ hết ha. Và đây là cái khoảng không gian giữa mình có thể là tự do thiết kế theo cái nhu cầu của gia đình mình luôn. Mình làm không gian để con em của mình vui chơi, giải trí hoặc là học tập, làm việc vậy đó. Nó để đồ ở đây thoải mái. Và phía ngoài này thì không gian này rất là rộng, diện tích là 20 m² luôn, hướng ra ngoài ban công và có cửa sổ cho mình, rộng rãi thoải mái. Mình có thể làm phòng ngủ hoặc là phòng thờ tùy theo gia đình mình đông thành viên hay là không ha. Đó, không gian ngoài đây mình có cái ban công cũng cực kỳ rộng luôn, 1,5 m ra ngoài đây. Thấy là khu dân cư hiện hữu đông đúc cho mình ha. Ở đây là toàn là biệt thự sân vườn không gian của cô chú và anh chị. Và không khí cực kỳ thoáng mát luôn. Không gian rất là thoáng, không khí trong lành. Đó, quý cô chú mình về đây nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời luôn. Đi trung tâm Sài Gòn chỉ khoảng là 45 phút đổ lại thôi. Và đây thì mình ra chợ Long Thượng khoảng 5 phút ha. Cách gần 2 cây số. Đường trước nhà là đường thông, xe hơi xe tải đi thoải mái, khách cứ đến nhà thì cũng rất là thoải mái luôn. Mình có cái khoảng sân trước để xe nè, hoặc là mình khách mình để xe cũng thoải mái, hoặc là bày bàn tiệc luôn. Một căn nhà có giá trên 2 tỷ một chút xíu thôi. Đây là cái thời điểm mà mình rất là lý tưởng để mình đầu tư một cái bất động sản hoặc là mình mua nhà định cư thì có giá rất là tốt. Quý cô chú và các anh chị mình tranh thủ nha. Ở đây có 2 căn, chỉ còn 1 căn duy nhất thôi. Và căn nhà này được xây rất là chất lượng cũng như là có đầy đủ công năng sử dụng cho mình mà còn sót lại trong cái khu vực này ha. Cho nên cả nhà mình lưu ý nha. Sắp hết nhà đẹp rồi, quý cô chú và anh chị mình tranh thủ lên. Và chúc cả nhà mình sớm tìm được một căn nhà như ý để an cư lạc nghiệp.